Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta hãy cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và xuất sáng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự chết và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một đến dái ánh vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh hóa ngọn lửa mới này. Và trong thời gian mừng lễ vượt qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng, Người làm chủ thời gian và muôn thế hệ. Vạn tuế Đức Kitô, đấng vinh hiển quyền năng, vạn vạn tuế. Amen. Vì năm vết thương chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Amen. Xin Đức Kitô, đấng phục sinh vinh hiển, chiếu ra ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta. Ánh sáng Chúa Kitô. Đường không lấy đèn.
Ánh sáng Chúa Kitô. Ta ơn Chúa. Ánh sáng Chúa Kitô. Mừng vui lên, hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời. Cùng vui lên, hỡi những thừa tác viên này. Tiếng loa cứu độ hay vang rền không gian. Mừng reo chiến công oai hùng vua khai hoàn. Và vui lên, toàn trái đất vui lên, dưới ánh huy hoàng chiếu soi, và dưới ánh sáng Chúa muôn đời trói người. Tất cả vũ trụ đều hân hoan, được ơn thoát ly xa miền tối u sầu. Cùng vui lên, ôi mẹ hội thánh vui lên, uy nghiêm trong muôn ngàn ánh quang, khắp nơi trong cung điện này hòa vang lên, ngàn muôn tiếng ca reo mừng của nhân trần. Hợp nhau đây, tôi xin anh chị em rất thân yêu, đang hân hoan tham gia nguồn sáng này, hết tâm kêu xin cùng Chúa uy linh, tha thiết khấn xin lòng Chúa nhân từ. Người dù thương tôi dù không có công chi, thương cho tôi nhập hàng tư tế người, khấn xin ban cho tôi đầy ánh quang, để tôi hân hoan ca ngợi cây nên huy hoàng. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật chính đang việc dâng lên tâm tư ca tụng Thiên Chúa Cha, Đấng thiêng liêng toàn năng, cùng Đức Giêsu Kitô, Con một người Chúa chúng ta. Ngài thế chúng ta cha nở Adam, với Chúa Cha muôn thuở, và đô mau quy ra để tẩy sạch an tổ tông xưa. Chính đây là lễ vượt qua, mà chiến thần chịu sát tê, nơi cửa nhà dân Chúa đã được ghi dấu máu chiên. Nay là đêm,
mà cha ông chúng ta là con cái Israel thoát ly Ai Cập xưa. Chúa đã cho tiến qua biển đỏ vẫn khổ chân. Chính đời là đêm, nhờ ánh sáng cột lửa thiêng, xua tan bóng đèn tội lỗi nhân gian. Đây là đêm mà hôm nay ai tin cậy nơi Chúa Kitô khắp trên trần gian được cứu thoát hết các vết nhơ và tối tăm tội khiên, được ơn thiêng đưa về hợp đoàn cùng các thánh nhân. Nay là đêm xiềng xích bị bẻ tung, Đức Kitô ra khỏi ngục vinh thăng tiến lên. Nguồn phúc cứu thế nếu không trao ban, chúng ta sinh ra nào có ích chi. Ôi huyền nhiệm thay, lòng Thiên Chúa yêu trần thế chúng tôi. Tình thương yêu của Chúa không ai hiểu thấu, để cứu đầy tớ, Chúa đã nộp chính con yêu. Ôi cơn thiết thay tội Adam, tôi đã được tẩy xóa chính nhờ sự chết Chúa Kitô. Ôi tôi hồng phúc vì cho chúng ta đấng cứu chuộc rất cao sang. Ôi đêm thật hạnh phúc, chỉ ngươi biết giờ Chúa Kitô từ cõi chết đã vinh thăng. Đây là đêm mà sách thánh đã ghi, là đêm rừng rỡ sáng như bình minh, đêm mà ánh sáng soi cho ta biết bao cảm mến sướng vui. Vì thế sự thánh thiện của đêm nay xua đuổi hết tội khiên, tẩy sạch vết nhơ, người có tội được sạch trong, kẻ ưu phiền sương vui hân hoan. Phá tan định thù oán ghét, và sớm đem hòa thuận đồng tâm, khuất phục quyền binh thế gian. Kính lạy Cha Chí Thánh, nguyện xin trong nguồn ơn thánh đêm nay nhận cho hương thơm lễ chiều hôm, là lễ nghi dâng cây nên làm bơi sáp ong tình tuyền đây, do thừa tác viên giáo hội cổ hùng kinh dâng lên. Giờ đây tôi hiểu biết ý nghĩa của ngọn nến lung linh sang lên để Chúa được ngợi chúc tôn vinh. Dù phân chia đi ở khắp nơi cũng không hao mòn chi, luôn nuôi bằng tình chân sáp ông mẹ đã gây nên. Ôi đêm hồng ân, này đêm nối kết trời đất, kết hợp Thiên Chúa với muôn người thế chúng tôi. Nguyện xin cho cây nến này dâng Chúa đây luôn luôn được tỏa sáng, phá tan mọi bóng tối đêm nay. Nguyện cho ngọn nến lung linh hòa với muôn muôn vì sao, luôn được Chúa đoái thương xem như hương trầm ngát thơm bay. Ước mong ngôi sao mai sẽ gặp gỡ ánh lửa này chiếu sáng luôn. Này đây ngôi sao không bao giờ lặn đi, chính là con Chúa
Đức Kitô, ngôi sao từ nơi tối tăm vượt lên chiếu sáng nhân gian. Người là đấng thông tri hằng sông, đến muôn đời muôn kiếp vinh quang. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta đã long trọng khai mạc đêm canh thức vượt qua. Giờ đây chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Chúng ta hãy ngẫm xem trong thời cựu ước, Chúa đã cứu chuộc dân người làm sao? Và trong thời đại cuối cùng này, Người lại sai con một đến cứu chuộc chúng ta thế nào? Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Người đã khởi sự trong mầu nhiệm vượt qua. Chúng ta cùng tắt nến ngồi nghe sách lời Chúa. Bài trích sách sáng thế. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng. Bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán, phải có một cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới với vòm nước phía trên, liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán, nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi để chỗ cạn lộ ra, liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại. Trong có hạt giống, liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa phán, phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định ngày các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu rọi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa phán, nước phải sinh ra đầy rẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời. Thiên Chúa sáng tạo các loại thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng, hãy sinh sôi nảy lở thật nhiều, cho đầy biển, và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa phán, đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và loài bò sát dưới đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, và đặt con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nảy lở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán: Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ, còn mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú chim trời và mọi loài vật bò trên đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người làm ra quả rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn thất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi. Đó là lời Chúa. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin ban cho chúng con một tinh thần khôn ngoan sáng suốt, biết chống trả tội lỗi hằng quyến rũ chúng con, để mai sau được hưởng phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách Sáng Thế. Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Người gọi ông Abraham. Ông thưa: Dạ, con đây.
người phán: Hãy đem con của ngươi, đứa con bột yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moria mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con ông là Isaac. Ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Sang ngày thứ ba, ông Abraham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đằng xa. Ông Abraham bảo đầy tớ: Các anh ở lại đây với con lừa, còn cha tôi đi lên tận đằng kia, chúng tôi làm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các anh. Ông Abraham lấy củi rùng để đốt lễ toàn thiêu, đặt lên vai ông Isaac, con ông. Ông cầm lửa và rao trong tay, rồi cả hai cùng đi. Isaac thưa với cha là ông Abraham: Cha. Ông Abraham đáp: Cha đây con. Cậu nói: Có lửa, có củi đây, còn chiên để lễ toàn thiêu đâu? Ông Abraham đáp: Chiên lễ toàn thiêu chính Thiên Chúa sẽ liệu, con à. Rồi cả hai cùng đi. Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Abraham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói Isaac con ông lại và đặt lên bàn thờ trên đống củi. Rồi ông Abraham đưa tay cầm lấy dao để sát tế con mình. Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: Abraham, Abraham. Ông thưa: Dạ, con đây. Người nói: Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Ông Abraham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc rừng trong bụi cây. Ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng lên làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Ông Abraham đặt tên cho nơi này là Đức Chúa sẽ liệu. Bởi đó, bây giờ có câu: Trên núi Đức Chúa sẽ liệu. Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và nói: Đây là sấm ngôn của Đức Chúa. Ta lấy chính danh ta mà thề, bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, lên sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi lên đông đúc, lên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm hành trì của địch, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu phúc cho nhau, được phúc như dòng dõi. Chính bởi vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa. Chúa ơi, xin đã hoàn con,
con mãi tụng ca, vì đây lời Chúa nhủ bảo. Con luôn đặt Chúa trước mặt, vì Ngài luôn ở gần con. Lòng lầy không còn sợ chi, chẳng còn nao lúng điều gì. Chúa ơi, xin lão mạn con, vì con tìm nương tựa Ngài. Thế nên con mãi mừng vui, hồn con hỷ hoan vì Chúa. Thân con làm nghĩ an toàn, vì Ngài đâu lỡ bỏ rơi. Cuộc đời con ở nơi Chúa, Chúa là hạnh phúc đời con. Chúa ơi, xin lão mạn con, vì con tìm nương tựa Ngài. Đoái thương xin Chúa dạy con, dạy con đường lối hằng sông. Hân hoan ở trước nhan Ngài, lòng lầy con những hằng mong. Tràn đầy hoan lạc của Chúa, Chúa là hạnh phúc đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ của các tín hữu, Chúa đã hứa cho ông Abraham trở thành cha chung các dân tộc, và nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thực hiện lời hứa ấy và ban cho muôn dân khắp địa cầu hồng ân được làm nghĩa tử, khiến đoàn con cái Chúa ngày càng thêm đông. Xin cho những ai đã thuộc về gia đình Chúa biết ăn ở xứng váng với ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách xuất hành. Khi ấy, con cái Israel thấy người Ai Cập tiến đến sau lưng thì kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái Israel cứ nhổ trại. Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, sẽ lướt ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pharaô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết rằng chính ta là Đức Chúa khi ta được vẻ vang hiển hách, vì đã đánh bại Pharaô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy. Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà xuống đi đằng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, chen vào giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Bên kia, mây tỏa mịt mù. Bên này, mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không sáp lại gần nhau được. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn, nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai Cập đuổi theo,
toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pha-ra-ô tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Israel. Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng, người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau, ta phải trốn bọn Israel, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Mô-xê, hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập, cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển, và biển áp lại như cũ. Vào lúc tảng sáng, quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển. Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển, nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pha-ra-ô đã theo dân Israel đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót, còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn. Nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Israel khỏi tay quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thây trên bờ biển. Israel thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Mô-xê, tôi trung của người. Bấy giờ ông Mô-xê cùng với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng: Lạy Chúa, những công trình kỳ diệu Chúa đã làm thuở trước nay còn như xuất hiện rõ ràng. Quả vậy, xưa Chúa đã ra oai thần lực cứu một mình dân Israel khỏi bàn tay Pha-ra-ô áp bức. Ngày nay Chúa cũng dùng nước thánh tẩy để cứu độ muôn dân khắp hoàn cầu. Xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ như tổ phụ Abraham
và đạt tới địa vị làm dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài chức sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán với thành Jerusalem: Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sát chính là Đấng đã tác thành ngươi. Tôn danh người là Đức Chúa các đạo binh. Đấng chuộc ngươi về chính là Đấng Thánh của Israel. Tước hiệu người là Thiên Chúa toàn cõi đất. Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn, người vợ cưới núp thanh xuân, ai mà dẫy cho đành. Thiên Chúa ngươi phán như vậy: trong một thời gian ngắn ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Núp lửa giận bừng bừng, ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, ta lại chạy lòng thương xót. Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi, phán như vậy: ta cũng sẽ làm như thời Lô-ê lúc đó. Ta đã thề rằng hồng thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa. Cũng vậy, nay ta thề sẽ không còn nổi giận và ham dọa ngươi đâu. Núp có, rời có đổi, có chuyển có lay, tình nghĩa của ta đối với ngươi vẫn không thay đổi. Giao ước hòa bình của ta cũng chẳng chuyển nay. Đức Chúa là Đấng thương xót ngươi phán như vậy: hỡi thành đô khốn đốn, ba chìm bảy lội, không người ủi an. Lạy đá của ngươi, ta lấy phẩm màu tô điểm. Lên móng ngươi, ta đặt trên lan ngọc. Lỗ chân mai tường thành, ta xây bằng hồng ngọc. Các cửa thành ngươi bằng pha lê, tường trong lũy ngoài toàn đá quý. Con cái ngươi, Đức Chúa đều dạy dỗ, chúng sẽ được vui hưởng thái bình. Nền tảng vững bền của ngươi sẽ là đức công chính. Ngươi sẽ thoát khỏi áp bức, không còn phải sợ chi. Sẽ thoát khỏi kinh hoàng, vì kinh hoàng sẽ không đến gần ngươi nữa. Đó là lời Chúa. Con không để quân thù hoan nghi về con. Từ ngục âm ti lạy Chúa ngài thương, cứu con ra khỏi số phận những người đang bước xuống mồ sâu. Nhân hậu không thể dần lâu. Chiều hôm dù có gặp cánh lệ rơi, sáng mai vui mừng tưng bừng, vì lòng nhân Chúa vẫn ngàn đời. Con là Chúa khi đã dạy con, Chúa đã dạy con cho mọi ngày. Con cầu khấn lạy Chúa, thương nghe đáp nào.
Lạy Chúa ơi, xin cứu giúp con qua cánh lầm than. Ngài ơi, đổi thay những tiếng than khóc trở lên khúc nhạc hoan lạc, để đời con mãi chúc tụng Ngài. Con ca tụng Chúa vì đã dạy con, Chúa đã dạy con, cho bài này nghe tụng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, để đáp lại niềm tin của các tổ phụ, Chúa đã hứa ban cho các ngài một dòng tộc đông đảo. Nay xin thực hiện lời hứa ấy mà làm cho số nghĩa tử ngày càng thêm đông, để mọi người tôn vinh danh thánh và giáo hội được thấy thực hiện điều các tổ phụ vẫn tin tưởng đợi chờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách ngôn sứ Isaia. Đức Chúa phán như sau: Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây, dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng, đến mua rượu, mua sữa, không phải trả đồng nào. Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ lo lòng. Hãy chăm chú nghe ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với ta, hãy lắng nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, để chọn bề nhân nghĩa với David. Này, ta đã đặt David làm nhân chứng cho các dân, làm thủ lãnh chỉ huy các nước. Này, ngươi sẽ triệu tập một dân tộc ngươi không quen biết. Một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, vì Đức Thánh của Israel đã làm cho ngươi được vinh hiển. Hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo. Người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Sấm ngôn của Đức Chúa: trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi lẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Đó là lời Chúa. Vọng vào Chúa không hãy sợ chi,
vì tôi tin rằng Chúa chính là sức thiêng đời tôi. Vâng câu ca rằng Chúa cứu tôi đậm đà trên hoan dung nương múc tận suối thiêng trăng vơi, mau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa kêu khấn lạy ngài. Giờ loan cho mọi nương thấy được biết bao kỳ công, mau hoan ca danh Thánh Chúa ta thật là cao xa. Truyền cho mọi dân nương sao trước được hay, lạy dân riêng của Chúa hãy cùng múa chung hòa ca. Không đâu xa Thiên Chúa chúng ta thật là bao la. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu là niềm hy vọng độc nhất của trần gian. Chúa đã dùng lời các ngôn sứ tiên báo những mầu nhiệm đang được thực hiện ngày nay. Xin khơi dậy trong lòng dân Chúa những ước nguyện cao đẹp. Vì nếu không có Chúa soi trí mở lòng, chẳng một ai trong chúng con có thể tiến bước trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Ba-rúc. Nghe đi lầu, hỡi Israel, những mệnh lệnh tặng ban sự sống, hãy lắng tai hiểu lẽ khôn ngoan. Vì đâu, Israel hỡi, vì đâu ngươi phải lương thân trên đất thù địch, phải mòn hao nơi xứ lạ quê người? Vì đâu ngươi bị nhiễm uế giữa đám thây ma, phải làm chung với những người ở trong âm phủ? Âu cũng vì ngươi đã bỏ nguồn mày khôn ngoan. Nếu ngươi cứ bước đi theo đường Đức Chúa, hẳn muôn đời ngươi đã được an vui. Hãy học cho biết đâu là khôn ngoan, đâu là sức mạnh, đâu là thông hiểu, đâu là trường thọ và sự sống, đâu là ánh sáng soi con mắt, và đâu là bình an. Nhưng ai tìm thấy nơi cư ngụ và vào được kho tàng của Đức khôn ngoan? Chỉ mình Đức Đấng toàn tri mới biết Đức khôn ngoan, chỉ có trí tuệ người mới thông suốt được. Người đã thiết lập cõi đất cho bền vững muôn đời, đã cho thú vật tràn đầy mặt đất. Người sai ánh sáng liền đi, gọi ánh sáng lại, ánh sáng run rẩy vâng lời. Các tinh tú mỗi ngôi ở vị trí mình, tưng bừng chiếu sáng. Người gọi chúng, chúng thưa có mặt, và hân hoan chiếu sáng mừng đấng tạo lên mình. Chính người là Thiên Chúa chúng ta, chẳng có ai sánh được như người. Mọi lẻo đường đưa tới hiểu biết, người đều tinh thông.
Chính người đã vạch ra cho Gia-cóp tôi chung của người, cho Israel kẻ người yêu quý. Rồi Đức Khôn Ngoan xuất hiện trên mặt đất và đã sống giữa loài người. Đức Khôn Ngoan là huấn giới của Thiên Chúa ghi trong sách luật, luật tồn tại cho đến muôn đời. Ai gắn bó với lề luật thì sẽ được sống, còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết. Hỡi Gia-cóp, hãy quay trở về đón nhận lề luật. Hãy dõi theo ánh sáng của lề luật mà tiến bước về chốn huy hoàng. Vinh quang của ngươi chớ nhường cho người khác, đặc ân của ngươi đừng trao cho dân ngoài. Hỡi Israel, chúng ta có phúc dường nào vì được biết những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tiên toàn bồi dưỡng hồn vía thánh chi ngài vững bền, giúp ta học khôn. Lệ luật Chúa chân thực sảng khoái lòng chi, hoan lên ngài sáng ngời chiều soi thị quan. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Lòng sợ Chúa thành vẹn bền vững ngàn kiếp, phán đi ngài xác thực mai luôn thẳng ngay. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Thật là quý hơn vàng, vàng khôi thuần chất giống như mật thắm ngọt tiết từ tàng ong. Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng kêu gọi muôn dân gia nhập hội thánh Chúa, khiến hội thánh ngày thêm phát triển. Xin hằng thương giữ gìn những người đã được ơn tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, con cái nhà Israel đang cư ngụ trên đất của chúng đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối sống và các hành vi của chúng. Ta đã trút xuống trên chúng cơn thịnh nộ của ta vì máu chúng đã đổ ra trên đất ấy và làm cho đất ấy ra ô uế vì các việc ô uế của chúng. Ta đã tung chúng đi và các dân gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét xử. Chúng đã làm cho danh ta bị xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến người ta nói về chúng rằng: Đó là dân của Đức Chúa. Chúng đã phải ra khỏi xứ của người,
Nhưng ta ái ngại cho thánh danh ta đã bị nhà Israel xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến. Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Israel, Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này. Hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà ta hành động, mà vì danh thánh của ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân các ngươi đã đi đến. Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ, chư dân sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Khi ta biểu dương sự thánh thiện của ta lơi các ngươi ngay trước mắt chúng, bấy giờ ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Đó là lời Chúa. Xót thương con theo lòng nhân hậu của Chúa, nguyện xóa tội con theo lương cả đức từ bi Ngài, xin rửa hồn con tuyệt khóc hết những lỗi lầm và thành tẩy con sạch lắng muôn vàn tội ác. Lạy Chúa Chí Tôn, xin Chúa tình xót thương con theo đường từ ái của Ngài. Lạy Chúa xin thương ban lại tâm lòng sạch trong và hãy đổi thay tinh thần mới cho con vững vàng, xin rỡ loài con ra khỏi thanh nhàn chùa trời và chờ rút lại thần linh tuân tràn sức sống. Chúa xin thương ban niềm vui đời cứu rỗi và hãy đỡ lắm theo cùng với tinh thần quang đại. Lạy Chúa từ nhân mở môi con ca tụng Ngài, ngàn đời hát ca
đẹp thay ôi lòng nhân Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dùng lời Kinh Thánh giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ vượt qua. Xin cho chúng con được thâm hiểu lòng nhân hậu của Chúa đối với chúng con, để những hồng ân Chúa ban tặng ở đời này giúp chúng con vững vàng tin tưởng sẽ được Chúa ban muôn phúc lộc đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Ca ghi lễ hôm nay xin cầu nguyện cho linh hồn Ignacio, Jose, Maria, Anna, Anton, Joan, Teresa, Maria Magdalena, Alfonso, Marco, tổ tiên nội ngoại, cho con cháu được sốt sáng, xin tạ ơn Chúa, cho thai nhi và cho gia đình được bằng yên. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh vinh quang của Đức Kitô sống lại, làm cho đêm thánh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người
nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa. Alleluia. Xem từng viên đá mà những thơ
bên hòn đá góc của những tường xây. Việc đó đã do tay Ngài tăng tạo. Chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội. Thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên. Diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Galilê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay." Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đêm vọng phục sinh thường là khá dài và cũng có nhiều nghi thức. Ngay cả các linh mục vẫn cử hành. Thế nhưng mà năm nào trước khi cử hành lễ vọng phục sinh cũng phải xem qua các nghi thức. Bởi vì nếu mà không có xem trước thì dễ bị quên, hoặc là dễ lẫn từ phần này qua phần khác. Đêm nay khi giáo hội công bố tin mừng phục sinh thì giáo hội dùng những hình ảnh và những biểu tượng mang tính cách đặc trưng để diễn tả mầu nhiệm phục sinh. Thứ nhất, đó là giáo hội dùng ánh sáng. Ngay từ ban đầu khi chúng ta cử hành thì nghi thức đầu tiên đó là làm phép lửa và rước nến phục sinh. Khi mà làm phép lửa và rước nến phục sinh thì toàn thể nhà thờ chìm trong bóng tối. Bóng tối bao phủ. Thế nhưng ngọn nến phục sinh được thắp lên thì bóng tối bị đẩy lùi. Nơi nào có ánh sáng thì ở đó bóng tối sẽ bị đẩy lùi.
Cho nên có một vị thánh nói rằng bóng tối bao phủ là bởi vì ở đó thiếu ánh sáng. Đức Kitô chính là ánh sáng chiếu soi cho thế gian này. Thế gian đang bị bóng tối của tội lỗi và sự chết bao phủ. Đức Kitô phục sinh chiếu sáng cho thế gian. Cho nên các thánh sử mới nói Đức Kitô là ánh sáng. Và khi mà ngọn nến phục sinh rước tới đâu, chúng ta lấy ngọn nến của mình để thắp từ ngọn nến phục sinh, muốn diễn tả rằng niềm tin của chúng ta, sức sống của chúng ta, ánh sáng của chúng ta, tương lai của chúng ta được bắt nguồn từ chính Thiên Chúa và đặc biệt ở nơi Đức Giêsu Kitô. Bước theo Chúa Kitô, chúng ta bước đi trong ánh sáng. Yếu tố thứ hai đó là lời. Ánh sáng rồi đến lời. Công bố tin mừng phục sinh bằng lời, rồi các bài đọc sách thánh hôm nay cũng bằng lời. Bình thường chúng ta chỉ có 3 bài đọc: một bài cựu ước, một bài tân ước và bài tin mừng. Hoặc là trong một phục sinh thì đọc 2 bài tân ước và bài tin mừng. Thế nhưng mà đêm nay thì giáo hội đề nghị chúng ta đọc tới 9 bài, 7 bài cựu ước. Trong đó có 2 bài sách sáng thế, 1 bài sách xuất hành, 2 bài sách ngôn sứ Isaiah, 1 bài sách ngôn sứ Baruch và bài sách ngôn sứ Ezekiel. 2 bài tân ước đó là bài thánh thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma và tin mừng theo Thánh Matthew. Chúng ta thường hay thấy quý cha lược bớt những cái bài đọc cựu ước. Thế nhưng mà tôi thì tôi lại muốn đọc tất cả những bài sách thánh. Lý do là bởi vì trong đêm vọng phục sinh này, phần chính yếu của việc công bố tin mừng phục sinh đó là các bài sách thánh. Chỉ khi mà hoàn cảnh đòi buộc thì bây giờ mới rút gọn các bài đọc sách thánh để giữ lại một số bài căn bản. Thế nhưng mà tôi thì tôi muốn đọc hết các bài sách thánh mà giáo hội đề nghị. Bởi vì khi mà giáo hội đề nghị cho chúng ta nghe đọc các bài sách thánh thì không phải là để lấy lý do kéo dài thánh lễ cho long trọng, mà cái mục đích ở đây là để chúng ta đi lại cái chặng đường của ơn cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện trên thế gian này. Khởi đầu sách sáng thế với trình thuật sáng tạo. Từ hư vô, Thiên Chúa làm cho hiện hữu. Và rồi cùng với thời gian thì công trình sáng tạo bị vấy bẩn vì tội lỗi của con người. Đặc biệt là khi mà Adam và Eva nghe con rắn nó cám dỗ. Và cứ như thế từng bước qua từng giai đoạn, qua từng thời kỳ với những con người đặc biệt, Thiên Chúa thực hiện một chương trình, một kế hoạch mà chúng ta gọi là chương trình cứu độ. Và chương trình đó được hoàn thành ở nơi Đức Giêsu Kitô. Bài đọc thứ nhất nói về công trình sáng tạo. Bài cuối cùng là bài tin mừng theo Thánh Matthew, nói về một công trình sáng tạo mới. Đó là khi mà Chúa Kitô phục sinh thì làm cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa đã bị hoen ố bởi tội lỗi được trở nên tinh sạch và trở nên tình trạng nguyên thủy. Cho nên nếu chúng ta lắng nghe và để ý các bài đọc sách thánh thì dẫn chúng ta đến và đi theo một chương trình cứu độ. Lời luôn có giá trị trong việc mặc khải, hướng dẫn và trình bày ý định của Thiên Chúa. Yếu tố thứ ba mà giáo hội sử dụng trong đêm vọng phục sinh này đó là nước. Ngay sau đây chúng ta sẽ cử hành nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh trên mình chúng ta. Nước là nguyên ủy của sự sống. Nước đồng thời cũng có giá trị tẩy sạch. Khi mà giáo hội dùng nước để công bố tin mừng phục sinh thì giáo hội muốn nói rằng Thiên Chúa là nguồn của sự sống.
Và khi mà chúng ta ở trong Chúa, chúng ta ở trong sự sống, chúng ta còn được tẩy rửa khỏi mọi nhơ uế của tội lỗi và của thế gian. Và khi nói đến nước thì chúng ta còn nói đến một tương lai. Khi mà Ezekiel nói đến một cái dòng sông mà ở đó hai bên mọc lên đủ mọi thứ cây ăn trái, ra hoa, ra quả đúng mùa, muốn nói lên chúng ta ở trong Chúa, chúng ta cũng sinh hoa trái như cây có nước vậy. Giáo hội không chỉ công bố tin mừng phục sinh, mà giáo hội còn muốn chúng ta được phục sinh với Chúa Kitô. Khi mà dâng lễ thiếu nhi, tôi thường hỏi rằng chúng con có muốn được sống lại với Chúa không? Tất cả đứa nào cũng giơ tay hết. Câu hỏi tiếp theo, thế thì chúng con có sẵn sàng chết để được sống lại không? Thì đứa nào cũng lắc đầu. Để phục sinh thì phải trải qua cái chết. Nhưng mà chúng ta không đợi cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay mới phục sinh. Mà như Thánh Phaolô diễn tả trong bài Thánh Thư, chúng ta chết với Đức Kitô để được sống lại với Người. Chết ở đây đó là chết cho tội lỗi, chết cho những đam mê, những tính xấu và con người xấu của chúng ta. Nếu như chúng ta là con người thường hay để ý, soi mói và đem lại điều xấu cho người khác, chúng ta loại bỏ cái điều đó ra nhờ ơn Chúa qua việc cử hành mầu chay, mùa chay, sám hối và đón nhận những soi sáng của Chúa để rồi mình thay đổi cuộc sống, đó là việc chúng ta được phục sinh. Nếu mà chúng ta đang đam mê với những cái thói quen xấu, với những cái điều xấu mà chúng ta loại bỏ nó để trở nên một con người có ích, một con người tốt lành, một gương sáng, thì chúng ta đang phục sinh với Chúa. Và đó là điều mà giáo hội mời gọi chúng ta trong đêm vọng phục sinh và trong mùa phục sinh này. Nếu chúng ta chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ sống lại với Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để mỗi người chúng ta luôn biết tạ ơn Chúa, luôn biết bước theo Chúa là ánh sáng rọi đường cho ta đi, luôn biết ở trong Chúa để nhờ Chúa chúng ta được nuôi dưỡng, để nhờ Chúa chúng ta được sinh hoa kết quả. Và khi chúng ta có Chúa, chúng ta sẽ được phục sinh cùng với Ngài. Chúa gì được như vậy. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này, để chúng ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích thánh tẩy ta đã lãnh nhận. Cúi xin Chúa đổi mới chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn thánh Người đã ban. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong đêm cực thánh này, chúng con là dân Chúa đang họp nhau canh thức cầu nguyện để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa thương nhận lời chúng con và thánh hóa nước này do chính Chúa đã dựng nên để làm cho ruộng đất phì nhiêu màu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái. Và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên khí cụ của tình thương hải hà. Quả vậy, Chúa dùng nước biển đỏ cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân giải khát. Các ngôn sứ cũng dùng hình ảnh nước mạch tuôn trào để tiên báo Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa đã thánh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây, khi chúng con rảy nước thánh này trên mình để nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em chịu phép thánh tẩy trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, chúng ta được mai táng với Đức Kitô trong bí tích thánh tẩy để được cùng Người sống đời sống mới. Bởi thế giờ đây, thời gian thanh luyện của mùa chay đã kết thúc.
Chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phụng sự Chúa trong hội thánh công giáo. Để sống cho xứng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Từ bỏ. Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Thưa, từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không? Thưa, từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Thưa, tin. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa, tin. Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo hội Thánh Thiện và Công giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và làm cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin Người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hiệp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, trong đêm cực thánh này, chúng ta khẩn cầu Chúa Cha toàn năng nhờ cuộc phục sinh của Đức Kitô con một yêu dấu của Người ban ân sủng và bình an cho nhân loại. Xin Chúa cho hội thánh được đổi mới không ngừng nhờ tích cực tham gia vào mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng
mọi người đón nhận được niềm vui phục sinh để cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu nguyện. Này Chúa, xin nghe tiếng con nguyện cầu Chúa. Xin Chúa cho đức tin của các tân tòng được củng cố và tăng trưởng mỗi ngày một hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Xin Chúa cho bản thân chúng ta được thấm nhuần ơn cứu độ của Đức Kitô phục sinh. Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Lạy Cha là chủ sự sống và là đấng chiến thắng sự chết, xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà tuôn tràn ơn phục sinh của Chúa Kitô trên trần thế. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa
Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và của lễ chúng con dâng tiến Chúa, để lễ tế này khơi nguồn từ mầu nhiệm vượt qua, trở nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Amen. Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong đêm này. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con, khi Đức Kitô tự hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Chính Người là chiên thật đã xóa tội trần gian, Người đã chết để diệt trừ sự chết nơi chúng con, và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu, lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương nhận và ban phúc cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này. Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho hội thánh của Cha. Xin Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất và cai quản hội thánh công giáo khắp hoàn cầu. Đồng thời cũng cầu cho tôi tớ của Cha là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo Mục Giuse chúng con và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, xin nhớ đến các tôi tớ Chúa và mọi người đang sum họp nơi đây, mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc, hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khỏe như lòng mong ước. Như vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống. Hiệp thông cùng hội thánh, chúng con mừng đêm cực thánh, là đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con đã sống lại về phần xác. Và chúng con kính nhớ trước hết Đức Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, mẹ của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, sau là Thánh Giuse bạn Đức trinh nữ, các thánh tông đồ và tử đạo, Thánh Phêrô và Phaolô, Andrê và toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự. Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa và của toàn thể gia đình Chúa. Chúng con dâng lên Chúa lễ vật này cũng để cầu cho những người Chúa đã thương tái sinh bởi nước và thánh thần, tha thứ mọi tội lỗi cho họ. Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn. Lạy Chúa, xin thương ban phúc chấp nhận chuẩn y, làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con mình và máu con chí ái của Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, Người cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời hướng về Chúa là Cha toàn năng của Người, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện khả kính cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa và toàn thể dân thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Đức Kitô Con Chúa, Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời. Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này và thương nhận như đã nhận lễ vật của Aben tô chung của Chúa, hy lễ của Abraham tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền của Melchisede thượng tế của Chúa. Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước mình vào máu cực thánh Con Chúa, chúng con được đầy tràn ơn phúc bởi trời. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến những tôi tớ Chúa đã được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương cho các tín hữu ấy và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc, sáng láng và bình an. Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông phần với cộng đoàn các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, thánh Gioan, Stefano, Mattia, Barnaba và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con nhưng rộng lòng tha thứ, mà cho chúng con được đồng phận với các ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa nhờ người, Chúa hằng sáng tạo, thánh hóa, ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chừa cám dỗ, nhưng cứu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Amen.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho người hòa mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô cho chúng con sắp bắt đầu đây. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin mình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Thank you.
ngàn dân ơi, hãy hát lên Alleluia. Ngàn dân ơi, hãy hát lên Alleluia. Thật tiếng hát lên ca ngợi tình yêu Chúa, vì Ngài đã sống lại thật rồi từ mọi trên. Hãy thật tiếng hát lên ca cùng tình yêu Chúa, bằng tất cả tâm hồn và thể xác mọn hẹp. Hãy thật tiếng hát lên ca Chúa, Chúa đã dùng những bí tích vượt qua nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Amen. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Amen. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng được đến với người và trong nước trời. Amen.
và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Chúng ta cùng chúc mừng nhau lễ giáng phục sinh bằng một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt. Cha Phó có nhờ tôi thông báo với cộng đoàn, đó là các em thiếu nhi đang có những cái giỏ trứng phục sinh để gây quỹ. Cho nên là xin cộng đoàn chúng ta giúp cho các em thiếu nhi có một cái phần quỹ cho đợt hội chợ sắp tới. Lễ xong chúc anh chị em về bình an. Alleluia, Alleluia. Alleluia.